Mẹ cho sữa đi. Sao đây, sao đây? Đây chứ. Sữa cho nó, uống cho nó.
bỏ cái cây ra, cái cây đi. Xíu xong ngoan nhá. Ừ, thôi, chào mà. Mình đợi nhé. Quá em ơi, nhìn một tí đi. Anh ơi. Đấy. Ừ. 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 Các nhau nhé, bộ nhà dọn dẹp đấy. Dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng đó. Cái này cuốn. Đây là. Ừ. Ôi, đây, đây, đây. Mình đi chậm một xíu nhá. Đi chậm một xíu. Ở nhà nhá.
chợ về sớm nhá. Vâng. Đây. Cắt xong rồi nhỉ? Đây. Đây, con đây. Ôi, bán. Bà rau của cháu nhé. Mua bao nhiêu đấy? Mua 2.000 bà. Mua 3 bó. Bà mua rau à? Vâng. Bà lấy đi. Ôi thôi. Bà mua rau đi bà ơi. Mua bó bao nhiêu đấy? Nhìn. Bà lấy đi. Đây cho bà 2 bó. Ô, mình đi về thôi nhờ. Đi về thôi. Cái gạo thôi nhờ. Ôi. Cân, không cân. Chuẩn bay nhé. Là mưa ơn.
ơi. Về rồi. Trở về à? Vâng. Con mua cho nước à? Vâng. Cái kiểu bắt nước nhỉ? Vâng. Con ngủ nha, tôi xuống nhé, bố mẹ nấu cơm nhá. Bận đang chứ. Đang mua võ. Ừ. Chùa nha, nó không muối nhé. Chắc xong rồi nhỉ? Chắc xong rồi nhỉ? Ăn cơm đi. Ừ, thử tí nè. Ừ. Ú, dậy quá. Mâm thôi nhỉ. Mâm mâm nhé. Mâm mâm thôi nhỉ. Tinh hoa nào, ông ăn trong lớn nhé. Ăn không? Ăn no rồi em dọn hộ anh nhé. Em dọn nhá. Ăn cơm cơm ăn nhé. Cũng buồn không? À. À. Con em ở nhà chơi con nhé. Anh đi bắt nước.
nhiều, anh đi bắt nước về à. Đến rồi, con ngủ chưa? À, dạ dạ. Nhiều khe nhỉ.